Dạ vâng, xin chào các bạn. Thì hôm nay là mình sẽ đưa ra là cách tháo về cái máy Samsung. Đây là Samsung A7 2018 đây. Samsung ha. Bây giờ chúng ta tháo như thế nào? Thì đầu tiên là các bạn sẽ thấy trên một cái máy như thế này nó sẽ có được chia làm hai phần. Thứ nhất là màn hình, thứ hai là vỏ. Thì về trên vỏ nó sẽ có một cái sườn và có một cái nắp lưng đằng sau. Thì đối với dòng máy này các bạn phải tháo được nắp lưng sau ra. Được chưa? Rồi sau đó chúng ta mới tháo cái khung sườn này ra và tiếp tục chúng ta tháo về cái màn hình. Thì đầu tiên mà chúng ta muốn tháo được cái này thì các bạn sẽ khò nóng rồi đi. Khò thật nóng ha. Rồi, thì sau một hồi khò nóng là chúng ta khò nóng thật hết nóng cái này. Nó khoảng chừng 70 đến 80 độ C. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy keo nó sẽ nhả ra. Keo này sẽ nhả ra một phần này nè. Đây. Chúng ta có thể là lấy một cái miếng vật mỏng và chúng ta cắt nó. Hoặc là chúng ta lấy cái tấm lót nó cắt bằng bọc ni lông á. Có lẽ các bạn cắt bằng nó cũng được. Đây, bọc ni lông này các bạn. Mình lấy cho các bạn xem. Đây thưa các bạn. Đây là miếng cắt cái này. Thì lúc này chúng ta có thể dùng miếng cắt nha. Chúng ta cắt nó. Khi mà nó khò nóng ra rồi thì rất là dễ cắt các bạn. Thì trên bề mặt này là đây là nắp lưng, chúng ta chỉ cần khò nóng thôi. Thì lúc đó chúng ta nhấc ra nó dễ dàng hơn là khi chúng ta để mà nó chưa nóng hẳn. Cái máy này là một phần là mình đưa ra là cái cách mà tháo nắp lưng, tháo máy. Và cái thứ hai nữa là mình đưa ra là giải pháp về sấy máy ha. Nó sẽ có keo bọc bên xung quanh này nè. Keo bọc xung quanh đây. Chúng ta cắt keo nó thôi. Thì khi mà nó đã nóng lên như thế này chúng ta có thể nhấc ra. Đây các bạn. Các bạn có thể nhấc ra từ từ nha. Đây là chúng ta còn nóng ở đây ha. Dưới này còn keo nè. Để mà còn nóng rồi chúng ta nhấc ra được. Đó, để keo nó nhả từ từ ra nè. Đó. Thấy không? Keo nhả ra rồi. Đây là máy mình tháo được nắp lưng ra rồi nè. Được chưa? Rồi bây giờ tiếp theo nữa là mình sẽ đi tháo về sườn máy. Thì đây là máy do đang bị vô nước ha. Thì sẵn đây là mình tháo luôn. Tháo nắp lưng ra xong. Bây giờ là chúng ta sẽ cách ly cái nguồn pin ra và tháo cái sườn ra ha. Đây. Đây là các bạn mở ra nè. Một cái. Hai, ba, mặt này chúng ta tháo hết ra nha, tháo hết toàn bộ ốc đây ra. Các bạn sẽ nhấc ra toàn bộ trên đây.
Đó, tháo nó ra luôn. Đó là phần trên này. Rồi phần dưới nè. Phần dưới chúng ta tháo hết ốc ra luôn nha. Đây là tháo máy Samsung của A7 2018 nha. Đó, cơ bản là chúng ta đã tháo hết toàn bộ ốc của đây ra hết rồi. Bây giờ chúng ta thì tháo cái khe cắm sim này ra. Đây là mình giữ sim nha. Đây là mình mới chọn cái sim ra nè. Thấy không? Cho nhấc sim ra. Đó. Bây giờ các bạn sẽ tháo cái vỏ này ra nè. Thấy không? Vỏ này thì đó, chúng ta chỉ cần tháo như thế này thôi, đơn giản này các bạn. Không khó. Tháo hết ốc ra thì ra vỏ rất là dễ. Rồi, tiếp tục đây nữa ha. Đây, đây thưa các bạn, đây là cái vỏ cái khung sườn nè, các bạn sẽ tháo ra được rồi đó, thấy chưa? Rồi tiếp tục nữa, các bạn sẽ nhìn thấy gì đây? Khung sườn mình để qua một bên ha. Tiếp tục nữa, chúng ta tháo về các liên hồng pin, hồng pin, thấy chưa? Đây là socket của cáp nè, để dưới và để trên, hai đế. Mình đổ qua một bên luôn. Đây là cáp màn hình, các bạn nhấc ra luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nhấc lên cái bo này nè. Đây là bo mạch của nó nè. Bo mạch đây các bạn sẽ có về. Đây là cái màn ốc nha. Tiếp tục nữa các bạn sẽ có gì đây? Hai cái anten. Thấy hai anten không? Đấy nha. Đây là cái bo nè. Main bo đây. Đó. Main bo đây. Main bo này, main bo của Samsung A7 2018 ha. Và đằng sau nó đít nữa. Đằng sau này chúng ta cũng tháo được ra như thế này thì chúng ta nhấc ra nè. Nghe không? Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy gì đây? Toàn bộ trên đây. Đó, nhấc ra. Đây ha. Đó, cơ bản là chúng ta tháo ra được nè. Cái này bo mặt dưới nè. Thấy không? Ở đây là cái main bo nè. Được chưa? Và đây là pin. Pin đây, và đây là cáp này, cáp màn hình nè. Đó. Pin thì các bạn cái này chúng ta tháo, chúng ta cũng dùng một cái vật mỏng thôi nè. Chúng ta tách dưới và cho keo tả gọi là cái nước tẩy keo rồi ha. Đó, thì cái này mình cũng không cần tháo. Nên tới đây có thể là mình gần như là tháo hết rồi. Còn màn hình thì các bạn tháo viền mỏng này ra. Rồi, cơ bản là mình đã tháo xong gần như là hoàn tất trên đây. Đó là về cái máy của Samsung A010 2018 ha. Rồi bây giờ mình sẽ sấy và lát nữa mình sẽ ráp vào nha. Đây, đây là bây giờ mình đã sấy xong và bây giờ mình ráp vào ha. Đây là ráp máy của Samsung A7 2018 đây các bạn. Đó, chúng ta đặt vô như này. Samsung A7 2018. Lúc này mình sẽ có một con ốc ở đây. Giờ mình sẽ vặn ốc lại ha. Định vị ở trên máy. Đây có một con ốc mà. Cáp của màn hình đây. Nhấn vào luôn. Cáp là cáp wifi nè. Hai cái anten. Anh đèn sóng. Anh đèn lấy sóng ha. Đó.
Đó. Rồi thêm tiếp tục nữa là bo cáp trên sạc đây. Trên sạc này thì cũng sấy sạch sẽ rồi, khô rồi. Đó, bây giờ mình sẽ ráp vào nè. Và đúng vị trí. Và chúng ta ráp lại. Đấy nha. Rồi, cáp màn hình. Cáp từ bo trên sạc nè. Và lên tới cái men nè. Thì trên cáp này các bạn sẽ nhìn thấy một bên nó là chữ men nè, một bên đường bo nè, ngược lại men để chúng ta gắn lên men ha. Men là bo mặt chính đây nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn socket về pin lại và các bạn sẽ bật lên nguồn lên thử. Thì trên nút nguồn của nó đây thì nó có vòng qua bên đây là, thì đồng nghĩa là chúng ta phải gắn cái gì đây, cái khung sườn này vô. Và chúng ta bật lên thử ha. Đó. Đây. Bây giờ chúng ta thử nè. Đây. Đó, bây giờ chúng ta sẽ ráp hết tất cả ốc này vào nha. Ráp ốc vô Samsung A7 2017 còn 18 thì 17 thì nó cũng gần gần ná ná như thế này, nhưng nó là sườn sắt, còn đây là 2018 thì sẽ là sườn nhựa ha. Đây đó là cơ bản chúng ta đã ráp hết ốc rồi, coi như là đã xong rồi nè, các bạn thấy không, rất đơn giản đúng không. Và bây giờ sẽ gắn cái sim vô, gắn sim vô ha. Đây đó, và nắp lưng này chúng ta sẽ vô keo, cái này chúng ta vô keo đây nè. Dạ. Các bạn nhắn keo hết. Bọc xung quanh đây. Và chúng ta mới gắn cái này vô. Được nha. Thì lúc đó các bạn sẽ buộc lại. Giữ lại. Lấy dây thun buộc lại như thế này nè. Sau vô keo xong mình sẽ buộc lại như thế này. Đó. Thì nó khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ là các bạn đã có được cái máy Samsung rồi đó. Và coi như là đã dính được với nhau. Buộc lại để cho nắp lưng nó vững lại ha. Đó thì trên cơ bản là mình đưa ra là cái như là giải pháp về như là tháo và ráp của Samsung A7 2018 coi như đã hoàn tất rồi. Clip mình xin tạm dừng ở đây, cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip của mình. Các bạn nhớ like, share, subscribe clip của mình ha. Thì mọi thông tin thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ là 159 Nguyễn Thế Sơn, phường 4 Gò Vấp ạ, 0922 422 422. Xin chào, hẹn gặp lại.
Hẹn gặp lại chúng ta những clip tiếp theo.